Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tanda Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 13 tháng 1. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cuộc họp tín nhiệm kéo dài 22 giờ, lâu nhất của SEC. Ca COVID-19 toàn cầu tăng kỷ lục vì Omicron, lần đầu vượt mốc 3 triệu ca một ngày. Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh cho trẻ mầm non đi học trực tiếp. Vào ngày hôm qua, phòng thí nghiệm ở Cộng hòa Séc đã xác nhận 11.452 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng hơn 50% số trường hợp so với tuần trước. Đồng thời, tỷ lệ nhiễm bệnh hàng tuần trên 100.000 người dân đã tăng lên 478 trường hợp. Ngược lại, số người nhập viện do nhiễm COVID-19 lại giảm. Tỷ lệ nhiễm bệnh hàng tuần vẫn có sự khác nhau đáng kể giữa các vùng. Theo đó, Praha là nơi có tình hình dịch bệnh tồi tệ nhất, với 937 trường hợp được xác nhận trên 100.000 người dân trong vòng 7 ngày qua. Vào thứ Tư, trong các bệnh viện đã có hơn 2.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 cần điều trị. Số bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng cũng đã giảm xuống còn 378 người, ít nhất trong hơn 2 tháng qua. Vào ngày hôm qua, có hơn 82.000 người tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó hơn 72.000 người đã đến tiêm liều nhắc lại. Kể từ khi bắt đầu tiêm chủng cho đến giờ, đã có hơn 16 triệu liều được áp dụng và hơn 6,72 triệu người đã hoàn thành tiêm chủng và gần 3,1 triệu người đã tiêm liều nhắc lại. Phần lớn những người sau khi tiêm chủng chỉ gặp về vấn đề sức khỏe nhỏ và không có vấn đề gì nặng. Tuy nhiên, theo như một số bác sĩ, số người gặp về vấn đề sức khỏe và trở nên tồi tệ hơn sau khi tiêm chủng cũng không nhỏ. Những người này thường gặp những vấn đề như đau khớp, đông máu hoặc làm trầm trọng thêm về tình trạng dị ứng. Hàng chục người đã yêu cầu Bộ Y tế bồi thường cho việc này. Phát ngôn viên của Bộ Y tế cho biết, vào thứ Tư, Bộ Y tế đã xác nhận được 28 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, chưa có khiếu nại nào được đáp ứng, các đơn này đang được xem xét. Kể từ khi bắt đầu bỏ phiếu tín nhiệm vào Hạ viện từ 9 giờ sáng ngày hôm qua, sau một ngày và một đêm tranh luận, cuộc họp vẫn chưa thể kết thúc. Trong 22 giờ tại cuộc họp, Hạ viện đã nghe các bài phát biểu có cả chỉ trích lẫn ủng hộ chính phủ mới của Thủ tướng Petr Fiala. Ngay từ đầu đã tuyên bố rằng mục tiêu của nội các là đưa Séc trở thành một trong những quốc gia tiên tiến nhất thế giới. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Andrej Babiš và Chủ tịch đảng SPD Tomio Okamura lại chỉ trích chính phủ mới. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Petr Fiala cho rằng đất nước của chúng ta không được phép xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào nữa. Ông đã đề cập đến việc cải cách lương hưu, xây dựng các nguồn năng lượng hạt nhân mới kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo, xây dựng đường cao tốc, xây dựng nhà ở và các chủ đề khác. Theo như Thủ tướng, chính phủ không thể quản lý nợ công, tuy nhiên bằng bất kỳ biện pháp nào cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến các ưu tiên trong giáo dục, y tế và chăm sóc xã hội. Ông nhấn mạnh rằng nhà nước nên tiết kiệm cho chính mình chứ không phải cho công dân. Cuộc họp tín nhiệm hiện tại kéo dài 22 giờ là cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm lâu nhất từ trước đến nay của Séc. Trước đó, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm kéo dài lâu nhất là cuộc họp của cựu Thủ tướng Andrej Babiš khi đã kéo dài hơn 16 tiếng. Trong tuyên bố, chương trình hành động của chính phủ đã đề cập đến việc hủy bỏ sử dụng than đá trong một số mục tiêu cụ thể. Nội các của Thủ tướng Petr Fiala muốn thực hiện việc này vào năm 2033, tuy nhiên phe đối lập lại cho rằng kế hoạch này không thực tế và không thể thực hiện kịp. Vào năm ngoái, sự quan tâm đến than đá đã tăng lên, nhưng hoạt động khai thác ở Cộng hòa Séc đã giảm trong một thời gian dài. Vào năm 2020, Séc đã khai thác 29,5 triệu tấn than nâu, ít hơn đáng kể so với 30 năm trước. Đối với than đen, sự sụt giảm số lượng khai thác thậm chí còn lớn hơn, mặc dù than đen chiếm khoảng 40% để sản xuất điện. Trước kế hoạch hủy bỏ việc sử dụng than đá vào năm 2033 của chính phủ, phe đối lập chỉ trích đây không phải là thời gian thực tế, bởi vì cho đến thời gian đó, họ sẽ không thể kịp xây dựng các nguồn tài nguyên hoàn toàn mới. Sau năm 2035, sẽ không thể có được một chiếc xe ô tô Skoda mới với động cơ đốt, bởi vì theo như đề xuất của Ủy ban châu Âu, động cơ đốt sẽ không còn được sản xuất hoặc bán ở Liên minh châu Âu. Theo đó, công ty sẽ phải sản xuất ít nhất 5 mẫu xe điện hoặc tốt nhất là lên đến 7 mẫu xe. Chủ tịch Hội đồng Skoda lo ngại rằng nếu sản xuất ít mô hình hơn sẽ có đến 10.000 người có nguy cơ phải mất việc làm. Hiện tại trong danh mục sản xuất của công ty bao gồm một mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện và hai mẫu còn lại được sản xuất với cả động cơ đốt và động cơ điện. Nhà sản xuất ô tô cũng đang chờ việc tăng lương tập thể vào mùa xuân, nhưng sẽ không tăng quá đáng kể.
theo như chủ tịch Škoda, hiện tại họ có mức lương trung bình là 56.000 koron một tháng. Đây là mức lương trung bình tốt nhất ở Cộng hòa Séc. Theo như thống kê dân số vào năm 2021 cho thấy, trong 10 năm qua, dân số ở Cộng hòa Séc đã tăng 10.520.000 người, gần một nửa dân số ở 4 vùng cụ thể là ở Praha, Trung Séc, Nam Morava và vùng Moravskoslezsko. Độ tuổi trung bình ở Séc được ghi nhận là 42,7 tuổi, tăng thêm 1,7 năm so với 10 năm trước. Và người Việt Nam trong danh mục là người nước ngoài sinh sống tại Séc chiếm 0,5% dân số. Theo như thống kê, dân số của Séc đã tăng nhẹ so với năm 2011. Vào năm 2021, dân số của Séc đã tăng thêm 1%. Phụ nữ chiếm 50,7% dân số, còn lại là nam giới. Từ độ tuổi 15 trở lên, có 31,1% dân số độc thân và 45,6% dân số đã kết hôn. Trong những người độc thân, chiếm 37,5% là phụ nữ và 26,9% là nam giới. Có gần 500.000 người nước ngoài đang sinh sống tại Séc, chiếm 4,7% dân số, trong đó đông nhất là người Ukraine với 1,4%, sau đó là người Slovakia với 0,9% và đứng thứ ba là người Việt Nam với 0,5%. Tỷ lệ người có trình độ học vấn tiếp tục tăng, trong nhóm dân số trên 15 tuổi trở lên có trình độ học vấn trung học thi tốt nghiệp trở lên chiếm 53,1%. Khách xuất đón lọc cùng những chương trình khuyến mại đầu năm của Tamda Foods. Chương trình cào liền tay nhận ngay may mắn. Chỉ với mỗi 3.000 kurun trên một hóa đơn, nhận ngay một phiếu cào và có cơ hội trúng gần 6.000 phần quà cùng với 9 voucher mua hàng trị giá 5.000 kurun. Hai chương trình khuyến mại mua 5 cộng 1 với nhiều tuần áp giá hấp dẫn. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tamda.eu. Tamda Foods kính chúc quý khách hàng một năm mới bình an. Thế giới trong 24 giờ qua ghi nhận thêm gần 3,4 triệu ca COVID-19 một ngày, mốc cao chưa từng có, đánh dấu lần đầu tiên con số này vượt mốc 3 triệu giữa lúc biến thể Omicron đang lây lan như cháy rừng. Theo dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố vào tối ngày 12 tháng 1 dựa trên thông tin chính thức thu thập được từ chính phủ các nước, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,395 triệu ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua và số ca tử vong tăng 7.735 ca. Theo TASS, con số gần 3,4 triệu ca mắc bệnh trong 24 giờ là mốc cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh diễn ra trong hơn 2 năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên mà số ca COVID-19 trên thế giới vượt qua mốc 3 triệu ca trên một ngày. Thông tin diễn ra trong bối cảnh siêu biến chủng Omicron đang lây lan tại nhiều khu vực trên thế giới. Mỹ hiện vẫn là nước có nhiều ca COVID-19 và ca tử vong nhất thế giới, lần lượt là 6,1 triệu và hơn 833.000 người chết. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày 12 tháng 1 cho biết biến chủng Omicron rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. AFP dẫn lời Tổng Giám đốc WHO Tedros ngày 12 tháng 1, mặc dù biến chủng Omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn so với Delta, nó vẫn là một loại virus nguy hiểm, đặc biệt đối với những người chưa được tiêm chủng. WHO cho biết sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trên khắp thế giới hiện nay là do Omicron gây ra và nhấn mạnh con người không nên đầu hàng trước biến chủng đáng lo ngại. Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh, phần lớn người nhập viện trên khắp thế giới đều chưa tiêm chủng. Trong những tuần qua, WHO cho biết số người chết trên toàn thế giới duy trì ở mức khoảng 50.000 người trên một tuần. Hàng nghìn viên chức y tế các bệnh viện công khắp nước Pháp vào ngày 11 tháng 1 đã xuống đường biểu tình đòi cải thiện điều kiện lao động trước tình trạng quá tải kéo dài. Các nghiệp đoàn giáo dục cũng lên kế hoạch đình công phản đối biện pháp chống ngừa COVID-19 y tế và chế độ đãi ngộ trong những ngày tới. Tại thủ đô Paris, khoảng 3.000 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện công đã tham gia tuần hành từ bệnh viện Goguin thuộc quận 14 đến Điện Phế binh Quốc gia nằm ở quận 7. Những người tham gia tuần hành yêu cầu chính phủ giải quyết tình trạng quá tải kéo dài tại các bệnh viện sau các làn sóng dịch liên tiếp. Nội dung các yêu cầu tập trung vào vấn đề cải thiện điều kiện làm việc, bổ sung thiết bị y tế, giường bệnh, tuyển thêm biên chế và giải quyết việc chậm tăng lương kéo dài từ 2 năm qua. Nghiệp đoàn giáo viên tiểu học Pháp cũng tuyên bố 75% giáo viên tiểu học trên toàn nước Pháp tiến hành đình công vào ngày thứ Năm, tức ngày 13 tháng 1, để phản đối quy định phòng ngừa y tế. Theo quy định áp dụng từ ngày 3 tháng 1, các học sinh tiếp xúc với các ca dương tính sẽ phải xét nghiệm 3 lần trong vòng 4 ngày, làm xáo trộn chương trình học cũng như ảnh hưởng tới công việc của các bậc phụ huynh phải nghỉ làm để đưa con đi xét nghiệm.
Sức ép yêu cầu từ chức từ dư luận và chính giới Anh đang ngày càng gia tăng với Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi ông thừa nhận đã tham gia bữa tiệc đông người tổ chức tại chính văn phòng Thủ tướng Anh vào tháng 5 2020, thời điểm mà nước Anh đang phải phong tỏa để chống dịch COVID-19. Xuất hiện trong phiên chất vấn chiều ngày 12 tháng 1 tại Nghị viện Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson lần đầu lên tiếng thừa nhận đã tham dự vào bữa tiệc đông người được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2020 trong khuôn viên văn phòng Thủ tướng Anh, giữa thời điểm nước Anh đang phải phong tỏa để chống dịch COVID-19 và các hoạt động tụ tập đông người đều bị cấm. Ông Boris Johnson cũng đồng thời lên tiếng xin lỗi. Mặc dù thừa nhận đúng ra đã phải hành động khác đi, nhưng Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cố gắng bào chữa khi cho biết ông chỉ tham dự bữa tiệc trong vòng 25 phút rồi quay trở lại làm việc, đồng thời biện minh rằng ông đã nghĩ đây chỉ là một phần của buổi làm việc, cũng như cho rằng bữa tiệc được tổ chức trong một không gian rộng lớn ngoài vườn của văn phòng Thủ tướng Anh. Tuy nhiên, các giải thích này của ông Boris Johnson không thuyết phục được các nghị sĩ Anh. Hiện tại, sức ép từ chức với ông Boris Johnson đang gia tăng trong chính nội bộ đảng bảo thủ. Các nghị sĩ đảng bảo thủ đã chính thức thảo luận về khả năng bỏ phiếu bất tín nhiệm của ông Boris Johnson. Nhiều nghị sĩ đảng bảo thủ trong chiều ngày 12 tháng 1 đã công khai chỉ trích ông Boris Johnson làm tổn hại đến uy tín của đảng bảo thủ, đồng thời yêu cầu ông từ chức. Chính quyền Mỹ vừa ra văn bản trong đó phản đối các yêu sách của chủ quyền Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đang có những cách hành xử cưỡng ép và phi pháp. Cục Đại dương và Môi trường Quốc tế và Khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12 tháng 1 đã công bố một tài liệu nghiên cứu dài 47 trang, trong đó nêu quan điểm phản đối của Washington với các yêu sách chủ quyền trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông về cả cơ sở địa lý và lịch sử. Cụ thể, cơ quan trên cho rằng Trung Quốc không có bất cứ cơ sở nào theo luật pháp quốc tế để đưa ra những tuyên bố chủ quyền phi pháp tại Biển Đông. Khi công bố nghiên cứu, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi thông điệp một lần nữa kêu gọi Trung Quốc ngừng các hành vi phi pháp và cưỡng ép trên Biển Đông. Nghiên cứu này là phiên bản cập nhật so với nghiên cứu năm 2014. Trong đó, Mỹ cũng phản đối cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc nêu ra để tuyên bố chủ quyền phi lý với hầu hết Biển Đông. Các thành viên của Nghị viện châu Âu thuộc khối Đổi mới châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra về hành vi lạm dụng khi sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus của chính phủ Liên minh châu Âu. Kiến nghị được đưa ra sau khi các báo cáo chỉ ra rằng phần mềm này đã được sử dụng để hack điện thoại di động của các nhà báo, luật sư và nhà phê bình chính phủ Hungary và Ba Lan. Một thành viên của Nghị viện châu Âu nhấn mạnh cần có một cuộc điều tra đầy đủ về các vụ bê bối khi sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus. Nền dân chủ châu Âu đang bị phá hoại và Liên minh châu Âu cần có hành động phù hợp. Tuần trước, lãnh đạo đảng cầm quyền và chính trị gia có quyền lực nhất của Ba Lan đã thừa nhận rằng nước này có sử dụng phần mềm gián điệp nhưng phủ nhận việc dùng nó chống lại phe đối lập chính trị. Một cuộc điều tra được công bố vào tháng 7 cho thấy phần mềm Pegasus được sử dụng ở Hungary để xâm nhập vào thiết bị kỹ thuật số của ít nhất 10 luật sư, một chính trị gia đối lập và một số nhà báo chỉ trích chính phủ. Pegasus là một công cụ giám sát được bán riêng cho các cơ quan chính phủ nhằm mục đích chống khủng bố và các loại tội phạm nghiêm trọng. Với 96 tỷ USD, Zhang Pengshao sắp bắt kịp với các tài phiệt công nghệ giàu nhất như CEO Facebook Mark Zuckerberg và đồng sáng lập Google Larry Page hay Sergey Brin. Bloomberg ước tính CEO Binance Zhang Pengshao, 44 tuổi, biệt danh CZ, hiện có khoảng 96 tỷ đô la Mỹ lớn nhất trong giới doanh nhân tiền số. Đây là lần đầu tiên Bloomberg ước tính tài sản của anh. Con số này có thể còn lớn hơn rất nhiều do chưa tính những tiền số anh nắm giữ với tư cách cá nhân, trong đó bao gồm Bitcoin và Binance Coin. Tiền số của Binance phát hành đã tăng 1.300% trong năm qua. Chao có quốc tịch Canada nhưng sinh ra tại Giang Tô, Trung Quốc. Sau một thời gian nghiên cứu, Chao đã mua Bitcoin và cuối cùng bán cả căn hộ để đầu tư vào tiền số này. Năm 2017, anh thành lập Binance kết hợp giữa Binary và Finance. Công ty nhanh chóng trở thành gã khổng lồ trong giới tiền số. Chao thậm chí xăm cả logo công ty lên tay. Binance đã trở thành điểm đến hàng đầu khi giao dịch Altcoin. Các tiền số có thanh khoản thấp hơn những tiền số lớn như Bitcoin hay Ethereum. Sàn này cho phép giao dịch hơn 350 coin gấp đôi với Coinbase. Cuộc
Mua sắm thả ga không lao về giá cùng với Tamda. Hàng top Bella Comfort 10 Good chỉ 16,9 Kurun. Granco hộp 225g giá trị 36,9 Kurun. Dung dịch tẩy rửa Yelen thân thiện với môi trường giá trị 34,9 Kurun. Đặc biệt siêu khuyến mại mua 5+1 với mỗi tuần áp xe từ mùng 10 tháng 1 đến 13 tháng 2 tại Tamda Foods. Tamda Foods, lựa chọn uy tín của bạn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch năm học 2021-2022 đối với bậc học mầm non. Theo đó, từ tháng 9 2021 đến tháng 1 2022, các bộ quản lý giáo viên cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn triển khai nhiệm vụ năm học. Các trường phân công và thường xuyên thực hiện các công tác vệ sinh khử khuẩn môi trường, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, rà soát danh sách trẻ đăng ký nhập học theo lứa tuổi, giữ liên lạc chặt chẽ với cha mẹ trẻ, những người chăm sóc trẻ để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ. Từ tháng 2 2022 đến tháng 7 2022, trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Thời gian kết thúc năm học dự kiến là ngày 29 tháng 7 2022. Để đáp ứng cho thị trường Tết Nguyên đán, những ngày này ngư dân các địa phương tại khu vực miền Trung đang hối hả cho chuyến vươn khơi bám biển để khai thác hải sản cuối năm. Thời tiết thuận lợi, giá hải sản tăng là những động lực để bà con kỳ vọng về một cái Tết đầy đủ hơn. Phấn khởi vì chuyến biển bội thu, những ngư dân này tranh thủ bán hải sản để tiếp tục vươn khơi. Sau một năm lao động vất vả, làm ăn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, bà con kỳ vọng chuyến biển cuối năm sẽ đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị cao. Cũng mong muốn là cái chuyến cuối năm cho nó đạt thành tích để mình kiếm ít đồng về mình dùng ba bữa xuân cho nó ấm cúng. Mấy ngày này không khí tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp hơn với công tác chuẩn bị vươn khơi của bà con ngư dân. Ra khơi dịp cuối năm, nhiều chủ tàu cho biết trước Tết Nguyên đán khoảng một tuần sẽ về bờ để cung cấp hải sản cho thị trường. Bởi thời điểm này, giá các loại cá mực sẽ cao hơn gấp 2-3 lần so với ngày thường. Còn là hy vọng trong cái dịp cuối năm này là tôi dự định là đi đến 27-28 mới về, mong gặp được cái luồng cá lớn. Mong là sẽ có cái thu nhập để anh em Tết này có một cái Tết vui vẻ. Chuyến này là chuyến cuối, mình cũng yêu cầu nhất là cái mong muốn là ví dụ trăng nó vô là có 5-10 triệu về cho bà con ăn Tết, vợ con nó vui vẻ. Do trần biển giả mình cũng không biết được, đoán được là ví dụ có gẹp cá thì mình vô trước Tết, mà không gẹp thì mình phải ở qua Tết này thôi. Với ngư dân miền Trung, chuyến đi biển cuối năm không chỉ chở theo niềm hy vọng đánh bắt được nhiều hải sản để có cái Tết ấm no sum vầy, mà còn là niềm tin vào sự bình yên của mùa biển mới. Theo những nghiên cứu mới của công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa, có tới 76% người Việt đang lên kế hoạch du lịch giải trí trong nước năm 2022, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 38% số người lập kế hoạch du lịch ở nước ngoài. Những người được hỏi, người ưu tiên lựa chọn khám phá những địa điểm gần nơi mình sinh sống hơn là những địa điểm ở xa. Đây là một tín hiệu cho thấy du lịch tại chỗ, du lịch ngay tại chính thành phố mình ở ngày càng được ưa chuộng hơn. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội ngày càng phát triển hiện đại, bên cạnh nhịp sống hối hả, những tòa nhà chọc trời, những khu đô thị mới năng động, Hà Nội vẫn giữ một vẻ đẹp rất riêng với những góc phố cổ yên bình đầy hoài niệm. Và ngày hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn những tuyến bài về những căn biệt thự Pháp cổ trong lòng Hà Nội. Cái phố phường Hà Nội với tôi là một cái kỷ niệm từ thời thơ ấu. Thì mỗi lần nhìn thấy một cái biệt thự Pháp, kiến trúc Pháp thì tôi luôn luôn có một cảm giác rất là hoài cổ. Cái màu vàng của nhà Pháp ấy, nó có một cái tính gì đấy rất là hoài niệm. Nó tức là trong những ngày mùa hè hay mùa thu chẳng hạn, nó đối chọi lại với cái màu xanh của bầu trời. Đó là một cái cảm xúc mà tôi rất là nhớ. Bước qua cánh cửa nhuốm màu thời gian là một không gian quyến rũ nhất Hà Nội. Có tuổi đời hàng thế kỷ, nằm yên bình trong lòng phố thị sầm uất, những căn biệt thự cổ lưu giữ và lắng đọng trong mình những câu chuyện rất riêng, chứa đựng những giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử đặc sắc. Những căn biệt thự Pháp cổ là những mảnh ghép không thể thiếu, làm nên bức tranh đẹp về một Hà Nội yêu kiều cổ kính.
Với những người Hà Nội như chúng tôi, những căn biệt thự cổ đã trở nên gắn bó và trở thành dấu ấn riêng của phố phường Hà Nội. Điểm đặc biệt về kiến trúc của những ngôi biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội đó là người Pháp đã không bê nguyên kiến trúc bản địa quê nhà mà hình thành phong cách kiến trúc Đông Dương có sự giao thoa giữa một châu Âu hiện đại lãng mạn và tinh tế với một phương Đông trầm mặc sâu lắng. Nhiều chi tiết đã được thiết kế để phù hợp với khí hậu của Hà Nội. Những cái nét đặc biệt như là cái việc lấy thông gió cho mùa hè, lấy gió Đông Nam để mà thông thoáng khí trong mùa hè, cũng như là cửa sổ trong kính ngoài chớp để có thể chống chọi lại cái rét của mùa đông. Nó có những ảnh hưởng tích cực trong đô thị hóa. Đấy là kỹ thuật quản trị đô thị, đấy là kỹ thuật xây dựng, đấy là hội nhập về nghệ thuật Đông Tây và cả một thế hệ trí thức Việt Nam. Thông qua cái Tây học cũng đã hình thành cả một giới kiến trúc Việt Nam giàu bản sắc dân tộc nhưng mà cũng rất là hội nhập về các cái công nghệ phương Tây nhanh chóng. Cùng với màu sắc cổ kính của khu phố cổ, sự hiện đại năng động của những khu đô thị mới, những ngôi biệt thự Pháp cổ vàng bóng một thời, dẫu còn nguyên hay cũ kỹ, thậm chí là xuống cấp, thì vẫn là chứng nhân lịch sử của dòng chảy thời gian. Quá trình phát triển kiến trúc biệt thự trong khoảng hơn 100 năm qua đã tạo nên một quỹ di sản kiến trúc đô thị có giá trị, góp phần làm nên bản sắc riêng có cho thủ đô Hà Nội. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.